Phản ứng tốt của anh Thư. 76. Một lần nữa anh Thư lại vượt lên phía trước quy định. Tám sáu cho anh Thư. Đây là trận đấu tranh nhất đơn nữ bảng A. Và Nguyễn Thư Linh, vận động viên đại diện cho đơn vị Đồng Nai, sẽ gặp Vũ Thị Anh Thư của thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài chính là Nguyễn Phạm Duy Anh. Cho Thư Linh. Đó là một tình huống đập tốt của anh Thư. Hai đều. Cầu ngoài cho Thư Linh. Không được. Bất ngờ đã xảy ra khi mà anh Thư vừa lên dẫn trước 4-2. Tiếp tục là phản ánh tốt nữa của anh Thư. 5-2. Cầu ngoài đổi vào điểm cho Thùy Linh. 3-5. Không qua được lưới. Thùy Linh rút ngắn xuống còn 4-5.
Thùy Linh đã vô cân bằng 5 đều. Bây giờ Thùy Linh mới bắt đầu nhập cuộc thực sự. 6 năm. Không được, cú đánh ra ngoài của Thùy Linh. 6 đều. Phản ánh tốt của anh Thư. 7-6. Một lần nữa anh Thư lại vượt lên dẫn trước Thùy Linh. Và ghi điểm của Thùy Linh. 7 đều. 7 đều. Cú giao cầu quá dài. Đổi điểm cho anh Thư. 8-7. Không qua được lưới. Đổi giao cầu. 18. Anh Thư động tác giả rất tốt. Đổi giao cầu. 9-10. 9-10. Thùy Linh cân bằng. Không được, phản ánh không tốt của Thùy Linh. 11 đều. Đổi giao cầu của Thùy Linh. Đó là một tình huống đập tốt của Vũ Thị Anh Thư. Và đập cầu rất tốt của Anh Thư. Vẫn là những phản ánh tốt của anh Thư. 14-12. Cầu trong sân. 13-14. Và đánh thành công của anh Thư. Cầu ngoài. 16-13 cho anh Thư. Của Thùy Linh.
17-13. Tiền Linh rút ngắn xuống còn 14-17. Đó là một cú penalty rồi. 18-14 cho anh Thư. Mười chín mười lăm tôi số một. Tình huống tiếp tục ghi điểm của anh Thư. 20-15. Bất ngờ đã xảy ra ở trong set đấu thứ nhất. Anh Thư có 5 game point. Pha đập có thể nói là rất hiểm. Như vậy là anh Thư dễ dàng ghi điểm 21-15. Chúng ta hãy cùng đến với game đấu thứ hai ở trận tranh nhất bảng A đơn nữ. Vũ Thị Anh Thư của Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra được sự bất ngờ rất lớn ở trong game đấu đầu tiên khi vượt qua Thùy Linh với điểm số là 21-15. Cân bằng một đều. Phản ánh ra ngoài của anh Thư. 2-1 cho Thư Linh. Phản ánh tốt của anh Thư. Tốt của anh Thư khi đối thủ cô là hạt giống số 1. Không được. 4-2 cho Thư Linh. Cầu ngoài. 6-2. Cầu ngoài sân. Cầu tiếp tục ở bên ngoài. Thùy Linh vừa lên dẫn trước 7-2. Thùy Linh đang chơi tốt hơn ở trong set đấu thứ hai này. Rất tốt phản ánh vừa rồi của Thùy Linh. 8-3. Điểm số may mắn của anh Thư. Cầu ngoài. 9-4. Linh mới thực sự là chính mình chăng? Nhưng anh Thư vẫn đang có những phản ánh tốt. Nắp 10. Với Thùy Linh đang đứng ở vị trí thứ 27. Đó là vị trí cao nhất mà một tay vợt nữ có thể có được. Oh!
cho pha xác định cầu ở trong sân. 13 năm. Thùy Linh đang dần lại thế trận ở trong hiệp đấu thứ hai này. Hiệp đấu đầu tiên cô đã để thua. Phản đánh tốt của anh Thư. Nhóng người. Nhưng anh Thư vẫn có một tình huống đập rất tốt. Cầu qua. 16-6. Cũng đã gặp tay vợt số 1 của Thái Lan, đó là Ratchanok. Cô đã để thua với tỷ số 1-2. Phản ánh không tốt của anh Thư. 19-7 cho Thùy Linh. Anh Thư đã có hiệp đấu đầu tiên có thể nói là tuyệt hay khi thắng trước Thùy Linh 21-15. Như ở trong set đấu thứ hai này, ở game đấu thứ hai này. Không qua được lưới. 8-20. Quyết định. Hiệp đấu thứ ba quyết định. 9-20 cho anh Thư. Không qua được lưới. Như vậy là Thùy Linh đã giành chiến thắng cho anh Thư ở game đấu này. 21-9. Tỷ số được cân bằng là 1-1 và cả hai sẽ phải bước vào set 3 quyết định. Thành nhất bảng A ở nội dung đơn nữ giữa Thùy Linh và anh Thư. Tỷ số là 1-1. Anh Thư đã có một game đấu đầu tiên xuất sắc khi vượt qua với điểm số là 21-9. Cả hai bước vào game thứ 3 quyết định. Một đều. Hai một cho anh Thư. Cầu ngoài. Anh Thư vừa lấy dẫn trước 3-2. Đó là một tình huống cầu trong sân. Không được. Phản ánh không qua lưới của Thùy Linh. 4-3 cho anh Thư. Đúng với sức của mình. Không qua lưới, đổi giao cầu. 4-4. Vị trí thứ 23. Còn vào thời điểm hiện tại thì cô đang nằm trong top 30. Vị trí thứ 27. Điểm số.
Phản ánh tốt của anh Thư. 7-5. Đôi ra cầu 6-7. Không được. 8-6 cho anh Thư. Hướng bò nhỏ tốt của Thùy Linh. 7-8. Tám đều và chặt cầu. Cầu ngoài. Đôi ra cầu 9-8 cho đấu rất tốt ở trong game đấu thứ ba này, tạo nên được sự bất ngờ. Không được. 10-8 cho anh Thư. Đó là tình huống dẫm nhảy đập cầu rất tốt của anh Thư. 11-8. 11-8 nghiêng về phía anh Thư, tay vợt của Thành phố Hồ Chí Minh. Và ra cầu cao của Thùy Linh. Tiếp tục rút ngắn nữa xuống còn 10-11. Thùy Linh cân bằng 11 đều. Không qua được lưới. Đổi ra cầu cho anh Thư. 12-11. Thùy Linh là rất tốt với tình huống đón sẵn vừa rồi của anh Thư. 14-11. 3 điểm. Rút ngắn xuống còn 2 điểm. 12-14. Khoảng cách chỉ còn là 1 điểm. Cú đập không qua lưới. Thùy Linh cân bằng 14 đều. Cú đập rất tốt của Thùy Linh. Thùy Linh vừa lại dẫn trước 15-14. Cô vừa lại dẫn trước vào thời điểm quan trọng nhất. Cầu trong sân 16-14. Cầu ngoài 17-14 cho Thùy Linh. Rất đáng tiếc với pha đánh vừa rồi của anh Thư. 18-14. Rất tốt. Pha bóng nhỏ của Thùy Linh. 20-14. 6 điểm match point dành cho Thùy Linh.
Ở ra cầu. Ra cầu lỗi của Thiều Linh. 15-20. 15. Phản ánh ra ngoài của Thiều Linh. Tưởng kết thúc được nhưng cú đánh vừa rồi của Thiều Linh quá lỗi. 16-20. Không qua được lưới. 17-20. Vẫn chưa thể kết thúc được. 18-20. Cầu trong sân trong tình huống vừa rồi, pha đập tốt của Anh Thư. Mười tám hai mươi, còn lại hai match point. Tiếp tục là cú đập ghi điểm nữa của Anh Thư. 19-20. Rất bất ngờ. Dẫn trước tới 5 match point. Nhưng Thùy Linh không thể dứt điểm được. Và để cho Anh Thư San ghi liền 4 điểm. Nhưng lại có một tình huống giao cầu có thể nói là rất đáng tiếc của Anh Thư. Thua rất đáng tiếc với điểm số vừa rồi của Anh Thư. 21-19 dành cho Thùy Linh. Nhưng đây là một trận đấu mà Thùy Linh quá vất vả. Thực sự là như vậy. Anh Thư đã có một trận đấu hay. Tay vợt của Thành phố Hồ Chí Minh để thua sát nút trước Thủy Linh. 15-21, 21-9 và 21-19. Trận đấu tranh nhất đơn nữ bảng A.